Chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với Max Channel trong Max Daily. Và hôm nay là ngày 22 tháng 2. Hãy cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ. Các bạn thân mến, iPhone SE là mẫu iPhone được thiết kế ban đầu để Apple dọn kho linh kiện từ iPhone 5S và iPhone 6S. Tuy nhiên thì dường như mẫu iPhone rẻ nhất này đang thành công ngoài mong đợi và đủ để Apple cân nhắc tiếp tục ra mắt một phiên bản mới cho thiết bị này mà dự kiến có tên gọi là iPhone SE 2. Theo đó, một nguồn tin thân cận vừa tiết lộ rằng iPhone SE 2 đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng và sẽ sớm được trình làng trong thời gian tới. Cụ thể là vào một thời điểm nào đó trong quý 1 năm nay, có thể là ngay tại sự kiện MWC 2018 sắp tới hoặc sự kiện của Apple WWDC 2018 vào cuối quý 1. iPhone SE 2 sẽ mang khá nhiều đặc điểm khác biệt so với iPhone SE, trong đó đáng kể nhất là màn hình sẽ được tăng kích thước từ 4 inch lên 4,2 inch. Các thông số kỹ thuật của thiết bị sẽ tương đương với iPhone 7 với con chip Apple A10, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Và điểm đáng chú ý là máy sẽ không có thiết kế tràn viền như iPhone X, mà thay vào đó là thiết kế truyền thống với nút Home và Touch ID ở đằng trước. Về giá bán thì iPhone SE 2 dự kiến sẽ có giá khoảng 400-500 USD, nhưng tại Trung Quốc thì giá bán của thiết bị có thể tăng vọt lên 600 USD, tức là rơi vào khoảng 14 triệu đồng. Như đã biết thì cách đây không lâu, Xiaomi đã đăng ký thương hiệu Black Shark cho smartphone và đây sẽ hứa hẹn là cái tên dành cho các mẫu điện thoại chuyên game của công ty sau này. Có vẻ như Xiaomi đang thực sự muốn chế tạo một chiếc điện thoại thực thụ dành cho game thủ di động bởi hiệu năng cao khủng khiếp của một nguyên mẫu Black Shark vừa được hé lộ đã nói lên điều đó. Cụ thể thì cơ sở dữ liệu AnTuTu vừa cập nhật cấu hình của chiếc điện thoại Xiaomi có tên mã là Black Shark đạt được 270.680 điểm hiệu năng, cao hơn 100.000 điểm so với Razer Phone và cao hơn cả điểm dò dỉ của Galaxy S9 và khả năng cao sẽ được sử dụng con chip Snapdragon 845 mới nhất. Đây cũng sẽ là một số điểm hiệu năng hàng đầu của hiện nay, do đó thì sẽ không quá khi kết luận rằng chiếc Black Shark của Xiaomi sẽ là smartphone đáng mua nhất cho việc chơi game Android. Cấu hình của thiết bị bao gồm chip Snapdragon 845, GPU Adreno 630, 8GB RAM, 32GB ROM, màn hình với độ phân giải Full HD+, cùng hệ điều hành Android 8 Euro được cài sẵn. Dĩ nhiên thì đây mới là mẫu thử nghiệm của Xiaomi mà thôi, và sẽ phải chờ thêm thời gian nữa để mới biết chính xác được rằng tương lai của mẫu điện thoại này là như thế nào. Dòng điện thoại nhỏ gọn compact của Sony luôn tìm được một chỗ đứng nhất định nên thiết kế nhỏ gọn cùng với phần cứng luôn mạnh mẽ bậc nhất. Đó là lý do để Sony tiếp tục thể hiện sự khác người của họ thông qua những bản cập nhật tiếp theo dành cho dòng máy này, mà cụ thể chính là chiếc Xperia XZ2 Compact vừa được lộ diện cả về thông số kỹ thuật lẫn hình ảnh chính thức. Theo đó thì thiết kế của chiếc XZ Compact sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể của Sony khi bắt đầu đi theo trào lưu màn hình viền mỏng 18:9 thay vì là 16:9 viền dày cộp thường thấy của họ, nhưng mà bộ khung của máy vẫn sẽ vuông vức để tạo nên sự khác biệt về thiết kế cho Sony. Tuy nhiên thì chiếc Compact mới sẽ khá dày và thậm chí là dày đáng kể so với chiếc Xperia Z5 Compact. Bù lại thì phần cứng của máy sẽ vẫn hứa hẹn thuộc hàng flagship với con chip Snapdragon 845, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, màn hình 4,7 inch Full HD+. Về giá bán thì chiếc smartphone này sẽ được dự đoán có mức giá rơi vào khoảng 700 USD, tức là ngang ngửa với một chiếc iPhone 8 hiện nay. Đây là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Max Channel. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến đóng góp gì thì hãy để lại phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Max Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nha! Và đừng quên tham gia vào group Max Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Max Mobile nhé!